nay em giới thiệu với bác một cái món đồ chơi về đây là bơm cho gia đình, đủ các thể loại bơm xe máy này, xe đạp này, ô tô này, đây là bơm bể bơi, bơm bóng, đây rất là tiện. Nếu mình trong gia đình mình nên sắm một chiếc như này, còn mình để vào cái cốp xe sau của ô tô ấy thì rất là tiện, nhỡ chẳng may có xịt nốt chẳng hạn hoặc là nó non hơi mình có thể bỏ ra bơm. Thay vì nó đây là bơm cơ nhá, bơm cơ của Japan này, hãng Asahi của Japan nhá các bác nhá. Thì em sẽ bóc ra cho các bác xem là bên trong sẽ như thế nào nhá. Ok, đây mở cái bên này để các bác có thể xem nhá. Thì ở đây nó gồm một đồng hồ này và đây là một cái bàn đạp này, đây là cái lớp khóa của bơm này, đây là vòi bơm. Vòi bơm có gồm là đây là để bơm xe ô tô, xe máy này, đây là bơm bóng này, bơm bơi này. Đấy, rất là nhiều tiện bơm bóng tổ chức các sự kiện sinh nhật các thứ mình bơm bóng mình thay vì phải đổ mồm thì rất là ok, nên là sử dụng rất ok. Đây em sẽ tháo ra các bạn xem nhá, mình chỉ cần mở cái lẫy này ra thôi. Đấy, đã nở ra rồi, tiện nhỉ. Ok chưa, đúng rồi. Đó, đây đây. Đây là bơm rất nhẹ nhá, thì em bấm bơm bằng tay cũng được, các bác cũng thấy chưa? Bơm tay cũng được nhá, không cần phải bơm chân đúng không? Nó rất là nhẹ nhàng. Thì ở đây có bơm đều có cái trọng lượng, đây là bơm 2 cân, 4 cân, 6 cân, 8 cân và 10 cân. Đấy, đấy đã bơm áp suất đầy đủ rồi, thì đều các bác có thể đo áp suất. Đây bao gồm này, cả một cái quả hơi để bơm này. Đây, làm rất chắc. Đấy, hãng Asahi của Japan nha các bác nhá. Đó, nhìn rất chắc chắn đúng không? Các bác nhìn thấy không? Đấy, em quay đầy đủ cho các bạn xem. Thì cụ thể đây thì em đã làm cắm vào cái xe nốt xe máy này, bơm này. Đây các bác có thể thấy bơm bằng tay được đúng không? Đặc biệt mình có thể dùng một chân thì rất là nhanh đúng không? Đấy, bơm rất là ok, rất nhanh. Đấy, được chưa? Đây có thể bác xem tiếp theo đây là bơm ô tô, rất là tiện. Mình bơm một cái xe ô tô ở đấy mình vứt lên trên cốp xe. Đấy, bơm một tay cũng được. Cái này bơm thì rất là ok nhé, thay vì các bác dùng các bơm điện ấy thì nó sẽ nhanh hỏng và nhiều lúc nó rất bất tiện. Đấy, các bác sẽ xem cái này.